Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1894 Tả khô hội trưởng hậu trường, dĩ nhiên là môn thác thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dân chúng đều có chút khó có thể tin, mắt lộ ra kinh ngạc. Dù sao, một phe là Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong nhất phương cũng là Nam Nguyên thành phủ thành chủ bộ hạ thủ hộ rất nhiều bên trong thành dân chúng thống lĩnh, giữa song phương vô luận như thế nào cũng không nên có như thế liên quan A. À. Trong đám người, một ít đỉnh cấp thế lực cường giả thì nhìn những thần kia sắc kinh ngạc dân chúng, trên mặt cũng là rất bình tĩnh. Ngạc nhiên, tả khô hội trưởng có hậu đài ô dù, đây không phải là rất bình thường sự tình à. Đặc biệt giống như khô lâu hội loại này hắc ám thế lực, không có núi dựa, không có bối cảnh, làm sao có thể tại cường giả như mây nam nguyên thành sống sót. Sớm đã bị khắc đỉnh cấp thế lực ăn không còn sót cả xương. Cái gọi là thập đại hắc ám thế lực, bất quá là Nam Nguyên Thành một ít tối đỉnh cấp thế lực trong tay cái bộ thôi. Đừng nói là tại Nam Nguyên Thành như vậy địa phương, coi như là tại một ít thế giới phàm tục, không có hậu đài hắc ác thế lực cũng là không có khả năng sống sót. Trong hư không? Tần Trần lạnh lùng nhìn khác cơ giới pháo đài, tiếp tục lạnh lùng nói, mấy năm nay, này tả khô hội trưởng chỗ cướp lấy đến rất nhiều thu hoạch, trong có hơn phân nửa lên một lượt giao nộp cho này mông thác thống lĩnh, đây cũng thôi, Mấu chốt là những năm gần đây, tả khô hội trưởng thay môn thác thống lĩnh trong bóng tối cướp đoạt không ít nam nguyên thành dân chúng vô tội. Số lượng khổng lồ, nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay cùng sở hữu không dưới hơn ức, mà những dân chúng này sau khi mất tích, cho tới nay không thấy tung tích, không rõ sống chết, có khả năng cực cao bị tả khô hội trưởng hiến cho thế lực sau lưng, dùng đến tu luyện. Ma công hay là thỏa thích dày vào cùng hưởng dụng. Tần trần ánh mắt lạnh lùng, hôm nay, này mông thác nếu là phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh chẳng phải là nói tả khô hội trưởng nhiều năm như vậy nô dịch cùng bắt cóc rất nhiều dân chúng tất cả đều là bị phủ thành chủ cho hưởng dụng các ngươi phủ thành chủ chẳng lẽ chiếm nam nguyên thành làm thì là này thủ đoạn sao cái gọi là trung lập thế lực chẳng lẽ chính là dùng để bắt cóc tu sĩ bình thường dùng làm chất dinh dưỡng sao ầm uhm. một lời ra long trời lỡ đất tần trần nói giống như kinh lôi tại Nam Nguyên Thành này trong phạm vi ngàn tỷ dặm nhanh chóng khuếch tán ra, nháy mắt như cự thạch nhập vào nước hồ, đưa tới rầm rầm ba động. Rất nhiều dân chúng thần sắc kinh sợ, khó có thể tin tức giận nhìn tầng trần trong tay môn thác cùng vạn phương lĩnh thống lĩnh. Như thế nào hắc ám thế lực? Dĩ nhiên là làm một ít sau lưng người không nhận ra thủ đoạn, ám sát, cướp đoạt, bắt mang đi, tự nhiên mọi thứ đều có. Mấy năm nay Nam Nguyên Thành Trong cũng lúc đó có cường giả thất tung biến mất, hay là một ít thế lực cùng tiểu gia tộc bị tổng thể tàn sát, hoặc giả cướp đoạt, cũng rất bình thường dù sao Nam Nguyên thành diện tích lãnh thổ vô cùng bao la, sinh linh rất nhiều. Khô lâu hội chính là dựa vào loại thủ đoạn này, từng bước quật khởi, đạp thi cốt, trở thành thập đại hắc ám thế lực một trong. Này tất cả mọi người có thể tiếp thu. Nhưng nếu như nói khô lâu hội sở tác sở vi, đều là phủ thành chủ sau lưng tại khống chế, vậy hãy để cho người khó tránh khỏi sợ rung lên xem như thống lĩnh toàn bộ nam nguyên thành phủ thành chủ ít nhất phải làm đến công bình công chính trên danh nghĩa muốn chính nghĩa nhưng nếu như hắn ở sau lưng nhưng vẫn coi tu sĩ trong thành làm kiến hôi thật trong bóng tối tàn sát cướp đoạt cướp đoạt việc vậy sau này ai còn dám ở chỗ này sinh tồn sinh sôi sinh khí bất kỳ thế lực nào một khi lớn lên chẳng phải là đều muốn trở thành này thành chủ phủ trên thất thịt cá này tần trần chỗ nói, đến cùng là thật hay không? Tả khô hội trưởng sau lưng, lại là phủ thành chủ một mực trong bóng tối giúp đỡ. Như vậy khác chính đại hắc ám thế lực đây. Mọi người hoảng sợ biến sắc, thân thể run rẩy. Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực, sở dĩ có như thế ác danh, là bởi vì mấy năm nay đưa ra công khai chết trong tay bọn hắn, lại bị bọn họ chiếm đoạt, tàn sát thế lực cùng gia tộc, nhân viên nhiều năm như vậy tạo đến sợ là không dưới trăm ức, cướp đoạt tài. Nguyên cũng là rất nhiều, nếu như này sau lưng đều là phủ thành chủ tại giúp đỡ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Trong lúc nhất thời, Nam Nguyên thành rất nhiều dân chúng cùng tiểu thế lực cường giả vẻ mặt cũng là lớn thay đổi, làm sao cũng không cách nào bảo trì đạm định. Thiên ngoại lâu quản sự cũng là thần sắc ngạc nhiên. Loại chuyện này, cũng là tiểu tử này thuận miệng có thể nói. Mặc kệ thật giả, đều nên nát vụn tại trong bụng mới phải. Tiểu tử này, vạn cổ các chủ cũng là thẳng biến sắc, miệng lần thứ hai mở thành hình chữ o, hàm răng bạch khiết, mềm mại đầu lưỡi hồng nhuận, có hương vị ngọt ngào chi khí phục lên. Giết người tru tâm, giết người tru tâm a, vạn cổ các chủ môi đỏ mọng mở ra, đôi mắt đẹp, kinh ngạc liên tiếp nhìn tầng trần, tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Lợi hại lợi hại người tuổi trẻ a à, bản các chủ quả nhiên già hôm nay đều bị này tiểu thịt tươi hù dọa bao nhiêu lần vạn cổ các chủ tháng phục liên tiếp xem như vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực vạn cổ các tại nam nguyên thành các chủ phủ thành chủ sau lưng làm những thứ kia thủ đoạn nàng sao lại không có chút nào hiểu đừng nói là nàng các đỉnh cấp thế lực cũng là đều có hoặc nhiều hoặc ít giải khai nhưng sở dĩ tại nam nguyên thành không có bất kỳ tin tức truyền ra là bởi vì loại chuyện này thật sự là quá bình thường cực kỳ đừng nói nam nguyên thành vô luận là vũ trụ hải bất kỳ một thế lực nào thượng vị giả từ xưa đến nay cái nào đều là coi dân chúng vì cỏ rác cùng con kiến hôi dân chúng không qua phải trong tay bọn họ chất dinh dưỡng cùng tài nguyên thôi thượng vị giả có đôi khi kể một ít nói thời điểm dân chúng tốt nhất đừng giả mù sa mưa thật sự coi chính mình chính là chủ nhân chỉ có ngu ngốc mới có thể tin là thật nhưng loại chuyện này sao có thể đúng là sao có thể công nhiên nói ra. Nhìn tiểu tử này, sau này thế nào kết thúc? Vạn cổ các chủ đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm tần trần, là chân chính cảm thấy hứng thú, tiểu tử này bạo lớn như vậy lôi, ngược lại muốn làm cái gì? Mà ở mọi người nghị luận ầm ĩ sau lưng biến sắc thời điểm. Bị tần trần cùng tác la gia bắt theo mông thác cùng tả khô hội trưởng càng là sợ đến hồn đều phải không có giữa hai người bọn họ thủ đoạn cực bí ẩn, này Tần Trần là làm sao biết? Ngươi! Hồ ngôn loạn ngữ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mông thác thần sắc hoảng sợ, nội tâm là chân chính sợ hãi, Tần Trần. Có phải hay không này tả khô hồ ngôn loạn ngữ truyền âm cho ngươi cái gì? Ngươi đừng bị hắn cho lừa bịp, ta chẳng bao giờ làm qua ngươi nói những chuyện kia, khô lâu hội sở tác sở vi, cũng cùng phủ thành chủ không liên quan, không có quan hệ gì với ta. Mông thác hoảng sợ nên nóng nói, theo hắn, tần trần sở dĩ biết những thứ này, khẳng định là tả khô bí mật truyền âm cho hắn. Loại chuyện này, hắn căn bản không dám thừa nhận, một khi dính vào, đó là hẳn phải chết. Mông thác tướng quân, ngươi. Một bên tả khô hội trưởng nghe nói như thế, thần sắc cho nguội, cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm mông thác, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy thê lương mông thác nói như vậy, phải triệt để muốn đem hắn hướng tử lộ lên ép không có quan hệ gì với ngươi tần trần lạnh lùng nhìn hắn mặt lộ vẻ cười nhạo loại chuyện này há là ngươi có thể tùy ý ngụy biện liền có thể bản đế có vô số loại cách làm có thể nghiệm chứng vô luận là sư hồn vẫn là linh hồn dằn vặt ngươi cũng khó thoát chân lý trừng phạt tần trần ánh mắt băng lãnh trên thân sát ý dũng động xem như tả khô hội trưởng đồng loại dựa theo phủ thành chủ luật pháp ngươi mông thác, cũng phải bị xử tử. Tần Trần quát chói tai, một đạo lực lượng vô hình chậm rãi dũng động ra. Tần Trần. Tần Đại Nhân, không. Ngươi nghe ta giải thích. Mông thác liền hoảng sợ hô. Ta. À. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Trần trong bàn tay của lực lượng kia, cũng đã rót vào đến mông thác đại đế trong lòng. Rắc rắc một tiếng, ngưng tụ mông thác rất nhiều đại đạo quy tắc bản nguyên đại đế chi tâm, tự như cùng một viên thủy tinh trong suốt cầu bị tần trần trực tiếp bóc nát ra mông thác cho nên ta nói nhiều như vậy chỉ là bảo ngươi chết hiểu cũng để cho ngươi hiểu ta bắt ở ngươi không phải là bởi vì ngươi ngăn trở tả khô đối địch với ta mà là vì thay nam nguyên thành rất nhiều dân chúng vô tội đòi lại một cái công đạo tần trần lạnh lùng nhìn hắn âm rất nhiều kinh người bản nguyên đại đạo pháp tắc tại tần trần trong tay chậm rãi tản mát tạo thành khủng bố dị tượng. Không. Mông thác con ngươi bỗng dưng trợn tròn, phát ra dừng lại một chút gào thét, mất đi đại đế chi tâm, hắn là triệt để không cách nào tu luyện trở về đã từng cảnh giới, kết hợp với hắn hôm nay sở tác sở vi, coi như là sống sót, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Gia la tác. Tần trần thuận tay ném đi, một khỏa vỡ vụn đại đế chi tâm tựa như đồng nhất khỏa đường vậy, nháy mắt rơi vào tác la da miệng rộng trong. Ngô! Tát la da miệng đầy bị nổ tung đại đế chi tâm tràn đầy, tự như cùng tựa như một viên bạo tạc đường ở trong miệng nổ tung, miệng đầy đều là thơm nồng đại đạo pháp tắc bản nguyên, cái loại này thức ăn tuyệt vời tràn đầy nhũ đầu ngọt ngào cảm giác, để cho hắn cả người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân đều phun trào ra lộng lẫy đại đạo chi khí. Đại nhân, quá thoải mái, ô ô ô. Tát la da hít mắt lại đến, miệng chặt chẽ mấp máy, lợi dụng cổ họng cùng bụng rung động ô yết mở miệng căn bản không dám há mồm nói rất sợ há miệng miệng đầy đại đạo bản nguyên sẽ phun trào ra đi này áp súc cũng đều tinh hoa a à mặc dù một ít đều phải hắn tu luyện bao lâu mới có thể cảm ngộ mà nơi xa hắn dân chúng cùng các cường giả đều kinh sợ ngạc nhiên nhìn tần trần tần trần không những tại dưới con mắt mọi người bóp vỡ mông thác thủ lĩnh đại đế chi tâm vứt bỏ cùng phủ thành chủ hòa hoãn cơ hội càng đem trân quý như thế đại đế chi tâm trực tiếp cho dưới quyền mình hưởng dụng Điên, người này là thật không sợ đắc tội tử thành chủ phủ. Đại nhân, ta. Liền tại mọi người kinh hãi lúc, tác la gia bỗng nhiên trợn to hai mắt, con người trừng tròn xoe, sau một khắc, một cổ khủng bố đại đế khí tức theo trong thân thể hắn rầm rầm chợt nổ tung lên. ầm ầm tác la gia huyền phù thiên địa, cả người dũng động vô tận đáng sợ đại đế khí tức, cái kia nguyên bản tại sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới tu vi vào giờ khắc này lại là nhanh chóng đề thăng, Chợt phá vỡ cầm cố hắn nhiều năm chói buộc, trong nháy mắt bước vào đến Trung Kỳ Đại Đế cảnh giới. Âm. Một cổ đáng sợ tinh thú khí tức quét sạch thiên địa, ở bên trong trời đất tạo thành một đạo khủng bố dị tượng. Đại nhân, ta. Ta đột phá Trung Kỳ Đại Đế. Tác La gia trợn to hai mắt, tràn đầy khó có thể tin, kích động cả người đều run rẩy, khóe mắt thậm chí có nóng bỏng nước mắt chảy xuống. Vì đột phá Trung Kỳ Đại Đế, nhiều năm như vậy Hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nhưng một mực kiếm khuyết một ít. Hôm nay đi theo đại nhân mới bao lâu, hắn đã đột phá. Hồi tưởng một đi qua lại lịch trình, Tát La gia lúc này chỉ muốn khóc. Video đến đây là hết, nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.